với mục tiêu mở rộng và kết nối những golfer sinh năm 1982 ở khu vực miền Nam. Vào ngày 14 tháng 1, câu lạc bộ South Golf 1982 hay SG82 đã chính thức có màn ra mắt tại sân golf Tân Sơn Nhất. Giải đấu có sự tham dự của hơn 30 golfer, trong đó có nhiều thành viên từ Hà Nội góp mặt. Tất cả trên cái nước Việt Nam này, ai đam mê golf là một gia đình. Đó là lý do mà ở miền Nam chúng tôi lập ra một câu lạc bộ SG82. Thì chúng tôi cũng đang muốn mà được giao lưu và kết hợp về golf, về công việc và tất cả các điều có thể trong cái bộ môn này và giúp cho cái bộ môn golf này càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Sự kiện ra mắt câu lạc bộ 1982 miền Nam được xem như một cột mốc quan trọng giúp các golfer có năm sinh này có thêm một sân chơi để giao lưu, nhất là khi câu lạc bộ golf 1982 ở miền Bắc vừa trải qua một năm rất thành công với cú đúp danh hiệu ở giải vô địch các câu lạc bộ toàn quốc và giải vô địch các câu lạc bộ 12 con giáp. Cho đến hiện tại, dù chỉ mới thành lập được khoảng một tháng, nhưng câu lạc bộ SG82 đã quy tụ được hơn 50 hội viên, trong đó có 4 hội viên nữ. Rất cảm ơn anh em câu lạc bộ 1982 Hà Nội. Thì ngày trước thì tôi đi sinh hoạt và làm việc ở ngoài Hà Nội rất nhiều. Nghe thấy cái Hà Nội thành lập một câu lạc bộ golf 1982 thì tôi tham gia. Thì tôi tham gia được 3 năm ở ngoài Hà Nội. Còn bây giờ thì tôi chuyển hẳn vào trong Sài Gòn công tác rồi. Chụp cho em vào. Trong Sài Gòn. Đấy, vào về đi qua đi lại. Golf Club thì tôi tham gia câu lạc bộ Sài Gòn. Thì tôi rất muốn anh em 1982 Golf Club cả Nam và Bắc xếp hàng kết nối với nhau, giao lưu vui vẻ với nhau và sẽ là một tập thể vững mạnh. Thật sự là câu lạc bộ này vừa mới thành lập và huy tụ trong khoảng tháng và rất là hồ hởi luôn. Sau khi có một hai người đầu tiên và bắt đầu trong khoảng một tuần là đã huy tập là trên 50 hội viên rồi, thì mình cảm thấy rất là vui và cũng cảm thấy là rất là vinh hạnh vì trong cái câu lạc bộ này đã có rất là những cái bạn sinh năm 82 cùng với mình là những người rất là giỏi. Và trong câu lạc bộ này có tham hiện thời là có 4 nữ và mình hy vọng rằng là sẽ kêu gọi được nhiều hơn nữa, nhiều bạn 82 nữa tham gia vào câu lạc bộ này cùng chung vui và phát triển môn thể thao lành mạnh và rất là vui vẻ. Dự kiến trong thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tổ chức các buổi outing hàng tháng để các thành viên có dịp rèn luyện sức khỏe và chia sẻ đam mê. Về mục tiêu tương lai, câu lạc bộ hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và có dịp thi đấu giao hữu cùng câu lạc bộ golf 1982, qua đó tăng thêm sự đoàn kết của các golfer cùng năm sinh này trên cả ba miền đất nước.